Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin hashtag 24 giờ phát sóng hàng ngày trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Hồng Hạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt 30 phút sắp tới của chương trình. Bản tin hôm nay 14 tháng 7 sẽ gửi tới quý vị những thông tin nổi bật nào. Trước tiên hãy cùng với chúng tôi điểm qua 5 hashtag sau đây. Với hashtag đầu tiên, chuyến bay giải cứu. Hashtag thứ hai Bamboo Airways. Hashtag thứ ba áp thấp nhiệt đới. Hashtag thứ tư Ukraine nhận bom chùm và với hashtag cuối cùng World Cup Nữ 2023. Cùng đến với hashtag đầu tiên chuyến bay giải cứu, sáng 14 tháng 7 trong ngày thứ tư xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế khai rằng từng muốn chết để thoát khỏi áp lực và điều trị dấu hiệu tâm thần. Hashtag thứ hai Bamboo Airways Giờ biến động nhân sự cấp cao, chiều ngày 14 tháng 7, hãng hàng không Bamboo Airways phát đi thông báo khẳng định vẫn hoạt động bình thường. Cùng chuyển sang với hashtag thứ 3 áp thấp nhiệt đới Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua ngày 13 tháng 7, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Với hashtag Ukraine nhận bom chùm, ngày 13 tháng 7, người phát ngôn quân đội Ukraine Valery Sersen cho biết Ukraine đã nhận bom chùm của Mỹ chỉ một tuần sau khi Washington thông báo quyết định gây tranh cãi trên. Và hashtag thứ 5 chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là World Cup Nữ 2023 FIFA mới đây quyết định sẽ phát miễn phí 20.000 vé ở World Cup Nữ 2023 vì nhận thấy nước đồng chủ nhà World Cup 2023 New Zealand gặp khó trong việc phát hành vé xem các trận đấu. Mở đầu bản tin là những thông tin trong nước đáng chú ý. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quốc gia. Theo đó, Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quốc gia theo đúng quy định của pháp luật ban chỉ đạo do phó thủ tướng trần hồng hà làm trưởng ban ba bộ trưởng bộ giao thông vận tải kế hoạch và đầu tư tài chính làm phó trưởng ban các ủy viên là bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng các bộ ngành có liên quan chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đại diện lãnh đạo ban kinh tế trung ương ủy ban kinh tế quốc hội ủy ban tài chính ngân sách quốc hội Tổ giúp việc ban chỉ đạo không quá 15 người, cùng các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, đầu ngành trong lĩnh vực đường sắt. Trước đó, vào cuối tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã ký văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam trình Chính phủ Quốc hội Bộ Chính trị. Thưa quý vị, thay vì chỉ được đăng ký xe tại nơi thường trú như trước đây, Thông tư số 24/2023 của Bộ Công an cho phép tổ chức cá nhân được đăng ký phương tiện tại nơi tạm trú. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8, chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở, nơi cư trú, nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó, trừ trường hợp tổ chức cá nhân chúng đấu giá biển số xe ô tô. Việc này được đánh giá là tạo thuận lợi hơn cho người dân sẽ không còn cảnh người dân mua xe tại nơi mình đang tạm trú rồi đi cả trăm km về nơi đăng ký thường trú để đăng ký xe. Cũng từ ngày 15 tháng 8 thì việc kê khai đăng ký xe được thực hiện online trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an. Chủ sở hữu xe hoặc mã số hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe. Sau khi kê khai thành công thì chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe. Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám chữa bệnh để phân loại đi học, làm việc và các công việc cần yêu cầu riêng về sức khỏe như lái xe, lái máy bay, lái tàu hỏa và tàu biển. Trong đó dự thảo đưa quy định chung về sức khỏe với nhân viên hàng không là chỉ số khối cơ thể BMI lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30, chỉ số vòng ngực trung bình từ 50% trở lên so với chiều cao. BMI của một người tính theo công thức trọng lượng cơ thể kg chia cho bình phương chiều cao m. Với người trưởng thành, BMI dưới 18 là thiếu cân, lớn hơn 23 được coi là thừa cân, từ trên 30 là béo phì độ 2. Ngoài các tiêu chí chung cho nhân viên hàng không nêu trên, với các nhóm nghề nghiệp cụ thể, dự thảo đưa ra tiêu chuẩn như người lái máy bay thương mại là nam giới cần có chiều cao từ 1,65 m và cân nặng từ trên 52 kg, nữ cần cao từ 1,58 m và cân nặng từ trên 50 kg. Với tiếp viên hàng không, nam cần cao từ 1,62 m trở lên, nặng từ 52 kg trở lên, nữ cần cao từ 1,58 m và nặng từ 45 kg trở lên. Như vậy nếu quy định vòng ngực phải bằng từ 50% chiều cao cơ thể trở lên, điều đó có nghĩa nữ tiếp viên hàng không cần phải có số đo vòng 1 từ 79 cm trở lên, đối với nam là 81 cm. Nữ phi công cần có số đo vòng 1 từ 79 cm trở lên, đối với nam là 82,5 cm. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch chi tiết tổ chức bán đấu giá hàng chục lô đất, trong đó có 4 lô đất vàng từng bị bỏ cọc. Về kế hoạch đấu giá chi tiết các lô đất, trước tiên thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu giá 3 lô đất ký hiệu 1213 thuộc khu chức năng số 1 và 3 năm thuộc khu chức năng số 3. Sau khi có kết quả đấu giá thành 3 lô đất trên, các sở ngành liên quan sẽ rút kinh nghiệm và lập kế hoạch tổ chức bán đấu giá 7 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong số lô đất trên, 4 lô đất vàng từng được bán đấu giá thành công vào tháng 12 năm 2021. Cụ thể, công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3 năm với giá 3.820 tỷ đồng. Công ty cổ phần Sinmega trúng đấu giá lô 38 với mức giá 4.000 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô 39 với mức giá 5.026 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt trúng đấu giá lô 312 với mức giá 24.500 tỷ đồng. Dù trúng đấu giá với số tiền cao hơn hàng ngàn tỷ đồng so với giá khởi điểm, nhưng bốn doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất đều lần lượt bỏ cọc, không thực hiện hợp đồng. Chiều ngày 14 tháng 7, hãng hàng không Bamboo Airways đã phát đi thông cáo báo chí với tiêu đề ngắn gọn Bamboo Airways duy trì hoạt động bình thường. Đại diện hãng cho biết trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất. Động thái trên được cho là nhằm chấn an khách hàng và các đối tác sau khi liên tiếp những biến động mạnh về nhân sự cấp cao của công ty. Hôm 11 tháng 7, 4 thành viên hội đồng quản trị gồm chủ tịch Oshima Hideki Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Ngọc Trọng và hai Phó Chủ tịch Doãn Hữu Đoàn, Phan Đình Tuệ đã xin từ nhiệm dù mới được bầu trước đó một tháng. Ở ban điều hành, CEO Bamboo Airways Nguyễn Minh Hải cũng xin nghỉ dù mới ngồi vào ghế nóng thay người tiền nhiệm Nguyễn Mạnh Quân chưa đầy 2 tháng. Năm 2022, Bamboo Airways lỗ 17.600 tỷ đồng vì trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư vào công ty liên kết lên đến hơn 13.200 tỷ đồng. Điều này dẫn đến khoản lỗ lũy kế 19.336 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu là 836 tỷ đồng. Công ty cổ phần FPT của Chủ tịch Trương Gia Bình vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, FPT ghi nhận doanh thu 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3%. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%. Trong đó, khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu, tức 14.202 tỷ đồng và 46% lợi nhuận trước thuế, tương đương 2.005 tỷ đồng. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%. Dịch vụ viễn thông ghi nhận tăng trưởng hai con số doanh thu đạt 7.423 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 14,5%. Trên thị trường chốt phiên ngày 13 tháng 7, giá FPT ở mức 75.800 đồng một cổ phiếu. Bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý trong ngày. Sáng ngày 14 tháng 7 trong ngày thứ tư xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, luật sư đặt câu hỏi với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế. Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Kiên nói, đầu năm 2022 phải nằm viện thời gian dài để điều trị Covid-19 vì diễn biến nặng khi vừa ra viện. Kiên nhận tin công an điều tra các sai phạm trong tổ chức chuyến bay giải cứu có liên quan đến mình. Tìm hiểu thấy khung hình phạt của tội nhận hối lộ rất cao, từ 20 năm đến trung thân hoặc tử hình. Ông Phạm Trung Kiên run rẩy nói, rất sợ, rất ám ảnh và khai rằng từng định chết để thoát khỏi áp lực. Sau đó bị cáo phải nhập bệnh viện Bạch Mai để điều trị dấu hiệu tâm thần. Kiên bị cáo buộc 253 lần nhận 42,6 tỷ đồng của các cá nhân doanh nghiệp, trong đó 13 tỷ đồng là tiền mặt, còn lại chuyển qua tài khoản của anh và mẹ vợ. Cựu thư ký thứ trưởng Y tế vừa thừa nhận cáo buộc về số tiền nhưng phản bác lời khai của nhiều chủ doanh nghiệp rằng đã quát nạt đe dọa, kiên nói không yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền mà do họ chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ. Hiện bị cáo kiên đã trả lại cho các doanh nghiệp 12 tỷ đồng và cùng gia đình đóng thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo cho hay cũng nhắn nhủ người thân cố gắng khắc phục triệt để số tiền còn lại những ngày tới. Ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và đề nghị truy tố cựu chủ tịch công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội danh này, cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, còn có bị can Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần Bất động sản Phúc Hưng, anh trai của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 14 bị can khác theo kết luận điều tra với dự án mua sắm trang thiết bị bệnh viện sản nhi nguyễn thị thanh nhàn giao nguyễn hồng sơn và trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba trực tiếp thực hiện dự án công an xác định loan đã móc ngoặc với nguyễn đức quang và phạm ngọc dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Ngoài ra, Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của công ty AIC làm quân xanh cho công ty AIC trúng thầu. Hành vi này của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước gần 50,7 tỷ đồng. Sáng ngày 14 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với hai cá nhân. Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can để xử lý đối với ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng ban dân vận của tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và bà Phạm Thị Nhung, trưởng ban chính sách pháp luật và liên hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 2 điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định được nêu trên và đã được lệnh để được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đang tập trung điều tra và làm rõ vụ việc. Chiều ngày 13 tháng 7, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết, vào trưa cùng ngày các lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 500 đến 600 bao đá mà kẻ gian trộm tại bãi đá bảy màu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Các bao loại vỏ bao xi măng chứa đầy đá nhiều màu và mỗi màu được bỏ riêng từng bao, được tập kết gần bãi đá nhưng chưa vận chuyển đi. Đây được xem là vụ trộm đá có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay. Theo Nguyễn Trung Trực, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương làm rõ kẻ chủ mưu trong vụ trộm cắp tài nguyên ở bãi đá này. Bãi đá bảy màu thuộc xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất Việt Nam với chiều dài khoảng 1 km, rộng khoảng 40 m với nhiều viên đá tròn có kích thước màu sắc khác nhau. Các viên đá xếp trồng lên nhau tại bãi biển ở xã Bình Thạnh. Và nhiều và vẻ đẹp hiếm có độc đáo này, nơi đây được biết đến là một địa chỉ thu hút khá đông du khách đến tham quan chính vì vẻ đẹp độc đáo đến đây cũng là một địa chỉ hay xảy ra những vụ trộm đá tuy nhiên trước đó chỉ xảy ra với số lượng ít mang về để trang trí nhà vụ trộm đá vừa bị phát hiện với quy mô được xem là lớn nhất từ trước cho đến nay vụ việc đang được công an huyện tuy phong điều tra làm rõ Ngày 12 tháng 7, đoàn kiểm tra đột xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 3 tàu du lịch 5 sao cho 150 khách vui chơi giải trí không phép tắm chui trên bãi cát bàn chân Hòn Bọ Hung vịnh Hạ Long. 3 tàu du lịch 5 sao nêu trên gồm các tàu Âu Cơ 01 QN8889, Âu Cơ 02 QN8989 và Starline QN7777. Theo xác nhận của thuyền trưởng tàu Âu Cơ 01 và thuyền trưởng tàu Âu Cơ 02, việc cho số khách trên xuống khu vực bãi cát bàn chân là theo chỉ đạo của ông Lê Việt Đức, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn du thuyền Ya, chủ sở hữu các tàu Âu Cơ 1 và 2. Tuy nhiên, hai thuyền trưởng chưa cung cấp được các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đón trả khách xuống khu vực bãi cát bàn chân để tổ chức sự kiện. Tương tự, thuyền trưởng tàu Starline cũng chưa cung cấp được các giấy tờ này. Đoàn công tác đã lập biên bản để ghi nhận sự việc, yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện nêu trên có mặt tại phòng quản lý đô thị thành phố Hạ Long để giải quyết, đồng thời tạm giữ các phương tiện này để xử lý vi phạm. Ngày 14 tháng 7, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố va chạm giữa tàu container One 2 A02 quốc tịch Singapore với tàu Vasos 2 quốc tịch Cyprus trên sông Thị Vải khiến một phần cầu cảng cái mép bị sập. Khoảng 17 giờ 40 ngày 13 tháng 7 khi di chuyển trên luồng hàng hải đoạn qua khúc hình chữ S sông Thị Vải, tàu Wan 2 A02 trọng tải hơn 142.000 tấn bị dạt ra khỏi phạm vi luồng, mạn trái tàu đã va vào tàu Vasos 2 đang neo đậu bóc dỡ hàng tại cầu cảng Interfloor Cái Mép. Cú va chạm làm 46 mét cầu cảng phía thượng lưu cảng Interfloor cái mép bị gãy, một phần hệ thống băng truyền cùng thiết bị hút hàng trên cầu cảng bị sập đổ. Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc đã đến khảo sát hiện trường, chỉ đạo việc điều động đưa tàu One 12A02 ra neo đậu an toàn tại khu vực ngoài phao báo hiệu hàng hải số 0, luồng Vũng Tàu thị vải, lắp phao báo hiệu hàng hải cảnh báo chứa ngại vật dưới nước. Đồng thời triển khai công tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, bố trí tàu lai thường trực tại phía thượng lưu lưu cầu cảng Interfloor, cái mép và các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại khu vực. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 14 tháng 7, đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 quân khu 9 cho biết, đơn vị vừa cất bốc 14 bộ hài cốt liệt sĩ ở địa điểm tìm kiếm là điểm trường mầm non Tân Nhơn, xã Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Những bộ hài cốt này được công nhân phát hiện khi đào móng nâng cấp ngôi trường. Ở độ sâu trên 1,7 m, đội tìm kiếm tìm thấy các bộ xương cùng với nhiều đồ quân trang quân dụng. Từ các nguồn tin, cơ quan chức năng nhận định 14 bộ hài cốt là của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến ở tuyến lửa vòng cung năm 1968. Hiện đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm và xác minh thông tin các liệt sĩ đã tìm thấy. Đơn vị cũng bàn giao những bộ hài cốt đã tìm thấy cho chính quyền địa phương để cải táng. Chuyển sang với thông tin về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 13 tháng 7, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ vị Bắc, 122,5 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là đi từ 39 đến 49 km h giật cấp 8. Dự báo đến 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km h trên, trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 160 km về phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Sáng ngày 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h trên, trên khu vực phía Bắc biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 310 km về phía Đông Nam, gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, có khả năng mạnh dần thêm. Và do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 biển động. Trước đó, theo cơ quan khí tượng, dự báo có khoảng 2 đến 3 cơn áp thấp nhiệt đới trong một cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó khoảng 15 đến 20 tháng 7 khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới bão trên Biển Đông. Trong phần tin quốc tế, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên đấu khẩu với Mỹ tại Liên hợp quốc. WHO tuyên bố chất trong nước ngọt ăn kiêng, kẹo cao su có thể gây ung thư. FIFA phát hành miễn phí 20.000 vé xem World Cup 2023. Thưa quý vị, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa thế hệ mới Hoa Song 18, ngày 13 tháng 7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị từ Mỹ và một số quốc gia khác để ban về các vấn đề liên quan. Tại cuộc họp, thì Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jeffrey de Laurentiis đã kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, Moscow, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng cáo buộc Washington khiến căng thẳng gia tăng. Đáp lại ý kiến từ Phó Đại sứ Mỹ, Đại sứ Triều Tiên Kim Song cho biết, nước này kiên quyết phản đối và lên án việc triệu tập họp Hội đồng Bảo an của Mỹ, cho rằng động thái của Triều Tiên là thực hiện quyền tự vệ nhằm răn đe các thế lực thù địch và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ cùng với đồng minh khiến cho căng thẳng trên bán đảo leo thang. Theo Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân, Bắc Kinh cũng đã lưu ý đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Mặt khác lại cho rằng Mỹ cùng với các quốc gia khác luôn coi Triều Tiên là mối đe dọa an ninh và bị ám ảnh với việc gây áp lực. Tình trạng này khiến cho Triều Tiên chịu áp lực lớn trong khi các lo ngại an ninh chính đáng của Bình Nhưỡng chưa bao giờ được giải quyết. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Anna Istineva cũng cho rằng Liên Hợp Quốc nên quan tâm đến việc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tiếp tục tăng cường quy mô tập trận và hợp tác quân sự nhằm tăng cường gian đe trên Biển Đông. Trả lời truyền thông ngày 13 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết luật pháp nước này không cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân tồn tại, bao gồm cả Wagner. Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Nga Putin ngày 13 tháng 7 đã tới dự một hội trợ công nghệ được tổ chức ở Moscow. Tại đây, thì nhà lãnh đạo Nga nhận được câu hỏi từ giới truyền thông về việc liệu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine như một đội hình chiến đấu hay không. Tổng thống Putin đáp, tập đoàn Wagner không tồn tại Luật pháp Nga không cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân hoạt động nên chỉ đơn giản là họ không tồn tại. Tất nhiên công ty quân sự đó vẫn hoạt động chỉ là trên mặt pháp lý thì không. Đây là một vấn đề tác biệt. Tập đoàn quân sự Wagner vào tháng trước đã tổ chức một cuộc nổi loạn trong hai ngày 23 và 24 tháng 6. Ở thời điểm đó, thì các tay súng Wagner đã nhanh chóng chiếm giữ một thành phố nằm ở phía nam của Nga, sau đó hành quân về phía thủ đô Moscow. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Putin đạt được thỏa thuận với ông Trung Wagner, các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân này được lựa chọn đi cùng với cả ông Prigozhin đến Belarus hoặc là gia nhập lực lượng vũ trang chính quy của Nga hoặc trở về nhà. Tổ chức Y tế Thế giới WHO sáng 14 tháng 7 tuyên bố chất tạo ngọt aspartame là chất có thể gây ung thư dù chấp nhận được ở mức tiêu thụ hạn chế. Phán quyết được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra sau chuỗi ngày nghiên cứu của hai cơ quan độc lập gồm ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm GECFA và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của WHO, IRC. Aspartame là một trong những chất tạo ngọt phổ biến nhất thế giới được dùng trong các sản phẩm như nước ngọt ăn kiêng, kẹo cao su không đường. Trích dẫn bằng chứng hạn chế về khả năng gây ung thư ở người, IRC đã phân loại aspartame là chất có thể gây ung thư. IRC nhóm 2B và Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm tái khẳng định lượng tiêu thụ có thể chấp nhận được là 40mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể người dùng. Nhóm 2B là cấp độ cao thứ 3 trong số 4 cấp độ mà IARC dùng để phân loại những chất có thể gây ung thư, được xác định khi có bằng chứng hạn chế nhưng chưa đủ thuyết phục ở người hoặc mới có bằng chứng thuyết phục trong thí nghiệm động vật. WHO cũng nhấn cũng trấn an rằng liều lượng tối đa cho phép dưới 40 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể, tương đương với việc một người trưởng thành phải uống đến 9 đến 14 lon nước ngọt ăn kiêng mỗi ngày nếu như họ không dùng thêm bất cứ thực phẩm chứa aspartame nào khác. Ngày 13 tháng 7, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết thi thể của 87 người, một số thuộc bộ tộc Masalit gốc Phi đã bị chôn vùi trong một ngôi mộ cao 1 mét ngay bên ngoài thành phố Jernayna, bang West Darfur. Nạn nhân được cho là bị lực lượng dân quân bán quân sự và đồng minh của Sudan sát hại và vùi trong một ngôi mộ tập thể ở bang West Darfur. Theo tuyên bố của Nhân quyền Liên Hợp Quốc, giám nghiệm cho thấy ngôi mộ trung cao 1 mét ngay bên ngoài thành phố Jernayna chứa thi thể của 87 người, trong đó 37 thi thể đầu tiên đã được chôn cất vào ngày 20 tháng 6, ngày hôm sau 50 thi thể khác được chôn tại cùng một địa điểm, trong số những người bị chôn vùi có 7 phụ nữ và 7 trẻ em. Tin tức về ngôi mộ tập thể xuất hiện chỉ vài ngày sau khi tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi tòa án hình sự quốc tế ICC điều tra các tội ác ở Darfur. Darfur là tâm điểm của cuộc xung đột kéo dài 12 tuần biến thành bạo lực sắc tộc của lực lượng hỗ trợ ở nhanh RSF và các dân quân Ả Rập đồng minh tấn công các nhóm dân tộc châu Phi. Dữ liệu do Tổ chức Di cư Quốc tế công bố ngày 11 tháng 7 cho thấy hơn 2,4 triệu người đã phải sơ tán trong nước và hơn 730.000 người sơ tán ra nước ngoài. Thông tin tiếp theo có lẽ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Theo trang Audit Central của Anh Bharat Jain là người đàn ông được mệnh danh là ăn xin giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản hơn 1 triệu đô la Mỹ dù chỉ lê la trên đường phố Mumbai của Ấn Độ để xin tiền lẻ của những người hảo tâm Trong khi nhiều người dân ở Ấn Độ đang phải vất vả làm việc suốt nhiều giờ mỗi ngày để kiếm vài trăm rup, thì ông Bharat Jain, người được mệnh danh là người ăn xin giàu nhất thế giới kiếm được hơn 2.000 rup bằng trên một ngày, bằng cách là xin người hảo tâm bố thí, qua 5 tháng Bharat Jain đã tích lũy được khối tài sản hơn 1 triệu đô la Mỹ, nhằm bao gồm có một căn hộ hai phòng ngủ ở thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra và hai cửa hàng ở thành phố Thane cho thuê với giá 30.000 rupe một tháng. Thu nhập hàng tháng của ông Jain ước tính khoảng 60.000 rupe đến 75.000 rupe, tương đương với 731 đến 914 đô la Mỹ. Con số này cao hơn nhiều so với thu nhập của hầu hết những người dân Ấn Độ có việc làm. Theo tờ Economic Times, Jane không được học chữ vì quá nghèo và phải đi ăn xin để kiếm sống. Khác với cha, những người con của ông đã hoàn thành chương trình giáo dục và có việc làm. Gia đình Jane đã nhiều lần khuyên ông ngừng đi ăn xin vì họ có thể sống thoải mái mà không cần tới công việc này. Nhưng ông vẫn quyết tâm theo nghề và tiếp tục ra đường ăn xin mỗi ngày. Điều này có nghĩa gia tài của ông Jane sẽ còn tăng lên trong tương lai. Bản tin tiếp tục với các tin tức cập nhật về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 13 tháng 7, người phát ngôn quân đội Ukraine Valery Sersen cho biết Ukraine đã nhận bom chùm của Mỹ chỉ một tuần sau khi Washington thông báo quyết định gây tranh cãi trên. Phát biểu trước truyền hình Ukraine, ông Sersen đã nói bom chùm và quốc đã nằm trong tay của lực lượng chúng tôi và chúng không nêu thêm chi tiết liên quan. Bom chùm nằm trong số gói viện trợ với mức trị giá là 800 triệu đô la Mỹ thông qua ủng hộ của Ukraine vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Thông tin này dự kiến sẽ khiến cho cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine có bước leo thang căng thẳng mới. Và cùng ngày, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã chỉ trích phương Tây hành động vì lợi ích riêng của những nước này và họ không nhận ra tác hại của việc cung cấp bom chùm cho Ukraine. Trước đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo nếu Mỹ cấp bom chùm cho Ukraine, quân đội Nga sẽ buộc phải dùng đến vũ khí tương xứng để đáp trả cho lực lượng Ukraine. Theo ông Shoigu, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn các biện pháp nhằm bảo vệ lực lượng khỏi bom chùm của Mỹ ở Ukraine. Cụ thể, trả lời phỏng vấn hãng TASS, ông Bacon Osdoyev, giám đốc bộ phận vũ khí thông thường, đạn dược và hóa học đặc biệt của Rostec ngày 13 tháng 7 nói rằng hệ thống tên lửa đất đối không Panzer được nâng cấp của Nga có khả năng bảo vệ 100% trước các rocket của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất. Theo ông, bất cứ loại vũ khí nào cũng được hiện đại hóa và cải tiến sau khi đưa vào thực chiến. Sau khi đối phương sử dụng hệ thống HIMARS, các chuyên gia đã nghiên cứu cải tiến Panzer để đánh chặn lại tên lửa này. Ông Ozdoyev nêu dẫn chứng, đã có trường hợp tất cả 12 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạt HIMARS đều bị Panzer bắn hạ. Panzer là một trong những hệ thống phòng không chủ lực của Nga sử dụng trong chiến sự với Ukraine. Panzer cho phép người điều khiển phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, tên lửa phóng loạt cũng như UAV do thám và UAV tự sát. Quân đội Nga đang vận hành biến thể Panzer S với hệ thống khóa và theo dõi mục tiêu đa kênh. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu trên không đang bay với tốc độ lên tới 1.000m trên giây và ở khoảng cách từ 200m đến 20km. Bên cạnh Panzer, Nga cũng đang ứng dụng công nghệ tác chiến điện tử để đối phó với HIMARS. Theo họp báo chính thức về diễn biến chiến trường được đại diện hai nước công bố vào ngày 13 tháng 7, các lực lượng quân sự của Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các kho đạn dược của Ukraine bằng vũ khí chính xác trên biển, trong khi Ukraine cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa hành trình và một số máy bay không người lái của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Kupyansk, Krasny Liman, Donetsk, Zaporizhia và Kherson đánh trúng các mục tiêu của Ukraine bao gồm xe tăng, pháo và radar chống pháo. Lực lượng phòng không của Nga cũng đánh chặn một số tên lửa HIMARS và nhiều phương tiện bay không người lái của Ukraine. Cùng ngày 13 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFU cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiếp tục tập trung lực lượng chủ yếu trên các hướng Krasny Krasnyliman, Bakhmut, Adevka và Marinka. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử, đánh chặn tên lửa Kaliber của Nga và nhiều phương tiện bay không người lái. Lực lượng Ukraine cũng tiến hành nhiều cuộc không kích vào các vị trí của Nga. Phần cuối của bản tin sẽ là một thông tin về thể thao. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá thế giới mới đây quyết định sẽ phát miễn phí 20.000 vé ở World Cup nữ 2023 vì nhận thấy nước đồng chủ nhà World Cup 2023 New Zealand gặp khó trong việc phát hành vé xem các trận đấu. Cụ thể, 20.000 vé này thuộc 4 trận được coi là có nguy cơ ế khách nhất gồm Philippines, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Costa Rica, Zambia, Nhật Bản và Tây Ban Nha, Zambia. Mỗi trận sẽ có 5.000 vé miễn phí phát cho người hâm mộ. Hiện tại mới có 6 trên tổng số 29 trận diễn ra tại New Zealand đã được bán hết vé. Tuy vậy, trong danh sách các trận đấu ế ẩm không có những trận của Việt Nam. World Cup nữ 2023 sẽ được diễn ra tại hai quốc gia Australia và New Zealand. Từ đầu tháng 6, FIFA đã công bố bán được hơn 1 triệu vé vào xem các trận đấu. Tuy vậy, phần lớn trong con số trên thuộc về những trận đấu diễn ra tại Australia. Trái với sức mua lớn tại Australia, sức mua của người hâm mộ tại New Zealand lại thấp hơn đáng kể. Theo giám đốc bóng đá nữ FIFA, Sarai Beman, Bóng đá không được quan tâm lớn tại New Zealand và đó là lý do World Cup nữ 2023 không tạo ra sức hút lớn ở quốc gia này. Vòng chung kết quân cấp nữ 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại hai quốc gia Australia và New Zealand. Trận đấu mở màn giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh lúc 19 giờ theo giờ địa phương tại sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand. Cũng tại sân vận động này, lúc 13 giờ cùng ngày là trận đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch Mỹ. Nếu chưa có cơ hội xem trực tiếp các trận đấu của World Cup 2023, quý vị và các bạn đừng quên đón xem những trận đấu nóng bỏng của các nữ cầu thủ xinh đẹp và tài năng đến từ 32 quốc gia, cũng như những câu chuyện bên lề, những bình luận chuyên sâu về các trận đấu trên kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin Hashtag 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!